Hello anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Vlog của Lát nha. Mấy anh em nay mùa dịch sau rồi, nhớ đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe cho anh em nha. Rồi ngày hôm nay sẽ là một clip đặc biệt trên tay nha, con BX250. Mỗi lần tôi nghe cái tiếng đó tôi sợ lắm. Rồi lại nha, thì bây giờ hiện tại đó là mình đã bắt cóc được và cũng như là trộm được chiếc xe này cho anh em coi này, để bây giờ Lát sẽ review cho anh em nha. Đây, hiện tại trước mặt của anh em đây là con BX250 đầu tiên của Việt Nam luôn nha. Thì BX dòng 250 ngày hôm bữa là mình đã review cho anh em con Glenview rồi đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ trên tay là con 250 Cromwell của Bridgestone luôn nha anh em. Đó, thì đây để Lát quay sơ dòng đầu tiên cho anh em coi nè. Đó, thì thoạt đầu là với những ấn tượng đầu tiên khi mà mình nhìn vô con xe này á, là anh em thấy là nó cũng không có khác gì với con BX150 đó đúng không? Đó, đây để mình review sơ cho anh em tổng quan về con này nha. Nếu mà có cơ hội trên tay thì Lát sẽ chạy con này và review về cái cảm nhận và trải nghiệm trên con này. Nhưng mà trước tiên thì mình chỉ mượn review sơ được cho anh em về cái tổng quan của con này trước tiên thôi nha. Mình sẽ đi từ dàn bánh đi lên trên đi. Mừng quá. Quay giùm luôn các bạn. Mừng quá, bây giờ có người quay giùm mình luôn rồi, đỡ rồi. Vô con này thì tự ra về cực tốt và tất cả mọi thứ luôn nó đều y chang so với lại con BX150 luôn. Nhưng điều đặc biệt ở đây, khác biệt của nó chính là đầu tiên anh em thấy nè, mình có trang bị cho mình đó là một cái hệ thống phanh ABS ở đây với một con heo 2 piston ở đây, đảm bảo cho anh em vận hành an toàn hơn. Thì đối với BX thì có lẽ đây có thể là gọi là một cải tiến, tại vì trước tiên đầu tiên thời điểm xuất phát của BX đó chỉ là sản xuất ra dòng 125 với 150 thôi đúng không anh em. Thì bây giờ họ đã cải tiến hơn, được trang bị thêm cho mình công nghệ ABS, và thì thử cái công nghệ ABS này đối với những dòng phân khối lớn là bắt buộc anh em đều phải có trang bị cho mình rồi. Vẫn là cái thẩm mỹ classic đầu tiên luôn, đó chính là cái cặp phụ ống lồng này. Thì đối với Lát á, thì khi mà chạy một con xe, thứ nhất là mình sẽ thực dụng nhiều hơn và so với lại cái mỹ quan nhiều hơn đúng không anh em. Có lẽ hiện tại bây giờ đối với các dòng xe hiện tại á, thì họ lại ưa chuộng cho mình dùng cuộc upside down nhiều hơn. Nhưng khi mà con mắt của mình nhìn vô về cái cặp cuộc này á, thì thứ nhất là mình sẽ thấy được cái độ an toàn của nó. Thứ nhất là nó sẽ tạo được cái độ nhúng, có thể là không êm bằng so với upside down, nhưng mà về cái độ bền nó sẽ so cao nhiều hơn hẳn. Nó giống như anh em là cái ti nó sẽ nằm ở đây và nó được bảo vệ hoàn toàn bởi cái lớp vỏ cao su này, cho nên khi mà anh em vận hành nó có bụi có cát gì đó, nó cũng sẽ không có băng vào đây, cho nên nó cũng sẽ giữ được cái độ bền cho coi như một anh em nè. Về phần ghi đông ở trên vẫn là một cái cục đồng hồ classic, kiểu đồng hồ classic một mặt thôi, chứ không phải hai ba cái gì hết. Nó bao gồm có cho anh em một tua nè, nó sẽ bao gồm cho em, cho anh em được cái đây để mình mở cho anh em coi nè. Nó sẽ hiển thị được cho anh em những cái như gọi là vòng tua, km ở dưới đây, odo, xăng, báo xăng, km trên giờ. Mà đặc biệt ở đây nữa là hệ thống báo lỗi ở đây, nằm ở đây, và ở bên dưới sẽ là hệ thống báo hệ thống ABS được tắt mở hay chưa nè. Đó, đó là điều khác biệt. Rồi, về trên cái phần cửa ghi đông ở trên đây á, thì hoàn toàn là y chang như con 150 luôn, cũng không có khác gì luôn. Về cái phần tay thắng cũng như tay côn vẫn là như vậy. Về độ hoàn thiện của nước sơn á, mình không biết là nhà sản xuất cố tình hay sao, đây là dàn nước sơn rất là tốt nè, nhưng mà khi mình đi qua tới tay côn á, thì không biết là nhà sản xuất cố tình hay sao, nhưng mà cái nước sơn cái này cảm giác là nó không có được tốt bằng so với bên kia. Nhưng mà về độ chắc chắn về của những cái tay côn và tay thắng như vậy thì mình thấy là rất là ok rồi. Và điểm tiếp theo nằm ở trên đây đó chính là cái bình dầu lớn của thắng trước đó. Anh em thấy đây là hệ thống bình dầu của thắng trước nè, nó lớn hơn rất là nhiều và mình cảm thấy nó rất là lớn luôn. Mình nhìn vô đập vô mắt của mình thấy nó rất là hầm hố luôn đúng không anh em. Có lẽ là bây giờ là được trang bị hệ thống ABS rồi, cho nên sẽ không còn CBS, cho nên hệ thống dầu với lại của đằng trước và đằng sau nó sẽ là riêng biệt với nhau hơn. Còn về phần cụm công tắc á, vì đây là dòng xe classic, cho nên khi mà nhà sản xuất đưa ra á, là họ muốn hoàn toàn là những trải nghiệm của những dòng xe cổ điển, cho nên về hệ thống của hai cái cụm công tắc nè, anh em thấy vẫn là những công tắc xưa như hồi xưa nè. Đó, đây là những trải nghiệm của những ngày xưa của những dòng classic nha.
đây là một cái điều không phải là họ không muốn làm đâu. Theo Glass nghĩ đây là chính là những cái những trải nghiệm mà mang đến cho người dùng, đó là anh em sẽ có cảm giác mình chạy một con xe classic, một xe cổ điển cổ. Khi mà anh em ngồi lên một con xe V 150 á, R Neo Sport á, thì anh em sẽ thấy được một cảm giác của một sự hiện đại pha trộn với đó là một tí gì đó gọi là classic đúng không? Nhưng mà đối với con 250 này á thì nó hoàn toàn là phần coi như là gọi là classic luôn. Tiếp theo á, điểm khác biệt thứ hai mà mình thấy được trang bị trên con xe này đó chính là cái bình xăng ở đây. Nó không còn là bị móp vô, nó giống như là một cái phần bo tròn như nữa, mà thực sự bây giờ nó là bo tròn hết, nhìn nó thon, nhìn nó đã hơn. Hình như là vẫn là dung tích bình xăng cũ như mình là 11, 12 lít, vẫn là dung tích đó, nhưng mà bình xăng nó được mút, cảm giác là nó trơn mướt nhiều hơn. Đây là điểm khác biệt đầu tiên để mà để anh em nhận biết được so với dòng classic cũ nè. Và đây là tem mới hoàn toàn của mình, của BX 250 luôn. Tiếp theo ở dưới đây đó chính là con xe này đang được trang bị cho mình là động cơ 250cc, động cơ 250 phân khối đó. Đó ra được là có hai ống xả luôn, nhưng mà sẽ gom lại ra được cho mình là có gom lại ra một ống xả luôn. Thì toàn bộ tất cả những cái con xe khi mà nhập về Việt Nam, không chỉ riêng dòng BX đâu mà tất cả các dòng khác là phải đạt được chuẩn khí thải của 250, cho nên việc đăng kiểm xe rất là khó. Cho nên anh em cũng đừng thắc mắc vì sao những con xe này khi mà mua về mà anh em có thể đăng kiểm cho đến 3-4 tháng mới chịu bình thường, vì đây là con xe nhập mà nó phải đạt chuẩn toàn bộ tất cả các khí thải của Việt Nam đưa ra, sau đó nhà Việt Nam mới được cấp phép để mà anh em được lưu hành và sử dụng ở trên đường phố. Rồi tiếp theo đây là một phần mình thấy là khá, mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nó cũng đã thay đổi, đó chính là cái chân chống xe. Nó không còn là một cái dạng như đây nữa, nhưng mà hiện tại bây giờ mình thấy cái phần này nó sẽ gọi là gọn nhẹ hơn, và cũng như ở đây có một cái thân cảm biến xe ở đây nè, thì nó sẽ giảm được cho anh em cho một cái tình trạng như hồi trước, đó chính là kẹt cát rất là nhiều trong khu vực của cái chân chống này. Khi mà anh em gạt chống không được á, anh em đá chống lên thì nó sẽ bị tình trạng mà anh em đề máy không được, là tại vì nó bị kẹt trong cái ti bên đây nè. Nói tới dòng BX thì anh em luôn luôn nghĩ đến cho mình đó là một dòng xe giá rẻ và cổ điển, có thể đáp ứng được nhu cầu cho anh em theo phân khối nữa. Đó là anh em nào mà có điều kiện hơn thì sẽ lên 250 phân khối hoặc là 500 phân khối. Đối với dòng 500 phân khối thì mình sẽ để clip sau mình sẽ nói cho anh em về một con xe có thể gọi là classic, modern classic 500cc mà có nhiều công nghệ hơn nữa. Nhưng đối với những con xe cổ điển như thế này á, thì mình thấy nó đã đủ và đã ổn rồi. Theo là mình sẽ nói về cái phần riêng này, vẫn là phần riêng bánh mì truyền thống của BX. Là mẫu anh kia về cặp đèn hậu, về đèn đuôi thì anh em nhìn vô nó cũng không có khác biệt gì mấy so với lại cái những con BX thường. Vẫn là cái ống xả nhỏ thì thôi, âm thanh mình nghĩ ra nó sẽ có hơi lực hơn xíu, nhưng mà nó cũng không có gọi là đã sướng cái đường của anh em đúng không. Nếu mà khi mà gặp lát, khi mà lát mua con xe này về thì lát sẽ bắt đầu đổ bô lại. Và mình nghĩ là đối với hai xi lanh, hai bộ máy, hai ống xả như thế này thì khi mà cái lượng hơi cũng như cái tiếng nó chắc cũng sẽ nghe rất là sướng đúng không anh em. Điều đặc biệt kế bên nữa, mình là có hai, không phải là ABS một kênh nha anh em, mà đây là ABS hai kênh luôn cho anh em. Đây hệ thống bóng ABS ở đây nè. Đó, khi mà anh em vận hành thì anh em không cần phải bận tâm về trong những đường xó nha. Còn ở trong đây thì mình nhìn thấy ở đây có, dạ, mình thấy có cái ti ben dầu ở bên đây. Đây là ti ben dầu đặc trưng của BX. Thì mình thấy nó khi mua về chắc anh em cũng có thể sẽ thay, nhưng mà đối với mình nghĩ là những cái dòng đã nâng cấp này rồi, sau 3 năm để mà phát triển cái dòng Bristol như vậy á, thì mình nghĩ đây là cái ben dầu hoàn thiện nhất của BX. Thì theo như là BX đưa thông cáo ra á, là những trước gửi là lỗi kẹt ti ben nè, lỗi dầu này nọ, tất cả các kiểu mà làm gây cho anh em cái kiểu gọi là bó phanh á, thì hiện tại toàn bộ tất cả cái đó thì nhà sản xuất đã đưa ra là họ thông báo là đây đã được hoàn toàn là khắc phục rồi, cho nên anh em cũng đừng có lo lắng nha. Rồi đó là coi như thấy mình nãy mình quên mất chi tiết cho anh em, đó chính là cái hầu như là xe của BX lúc nào cũng được trang bị cho mình một cái cổng sạc USB đó. Thì ở đây nó có ghi cho mình là cái đầu ra là 1.5 và 2A, cho nên anh em sẽ sạc pin điện thoại cũng như là sạc những cái thiết bị di động điện thoại đó, nó rất là nhanh nha. Thậm chí là mình nghĩ là con này rất là nhanh nha, đầu vô thì mà không cần nói đi, nhưng mà đầu ra có nghĩa là khi mà anh em cắm sạc vào đây là 2A, có nghĩa là tương đương anh em sạc nhanh rất là tốt.
Rồi, thì nhìn tổng quan về con xe này á, thực sự nếu mà bỏ tiền cao hơn để mà mua thì mình nghĩ chỉ là anh em đam mê về những cái dòng classic thì anh em có thể khuyến khích anh em có thể gọi là, nếu như mà không có tiền thì anh em có thể chọn dòng xe 150. Nhưng đối với những dòng xe 250 thì bù lại nó nhìn không khác gì con kia, nhưng mà anh em sẽ có được cho mình đó chính là cái máy lớn hơn, dung tích xi lanh lớn hơn, dung tích xi lanh lớn hơn. Dạ. Để mình trải nghiệm thử coi, hiện tại đây mình chống đứng với anh em và lát hiện tại đang cao là 1m7. Thì anh em thấy á, đây là cái form lát ngồi. Cho nên với những người nào mà tập đây, đây là sau khi hết chống đứng nha, thì lát mang dép nhưng mà cao 1m7. Nhưng mà khi mà đứng lên chỉ mang nhón nhón xíu, thì đồng nghĩa với việc là những anh em nào mà dưới 1m65 cũng ngồi cho mình cũng khen rất là ok, rất là ổn nha. Về cảm giác khi mà mình ngồi trên con xe này, nó tầm nhìn tất cả mọi thứ luôn thì nó không khác gì so với lại con BX150 hết á. Nhưng mà khi mà anh em chạy vận hành thì chắc chắn thì con này sẽ vận hành tốt hơn và ngon hơn so với BX150 rồi, đúng không? Đây. Đây, trước mắt là lát sẽ review cho anh em sơ sơ về như vậy thôi. Thì hy vọng là sắp tới là chiếc xe này sẽ được đăng kiểm tại Việt Nam. Và đây là lát và đây là chiếc BX 250 Classic đầu tiên tại Việt Nam. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Lát nha. Hy vọng là anh em sẽ ủng hộ và nhớ like và subscribe cho Lát để Lát có động lực nhiều hơn để ra clip nhiều cho anh em. Mùa dịch anh em nhớ nên cẩn thận và nhớ đeo khẩu trang nha. Đang rất là căng đấy. Thank you anh em.